Xin chào, có thể các bạn đã biết những chiếc xe Rolls-Royce có giá vô cùng đắt, những chiếc rẻ nhất cũng trị giá tới hàng chục tỷ đồng, đắt ngang với những tòa lâu đài xa hoa lộng lẫy. Vậy thì tại sao một chiếc ô tô có thể đắt đến như vậy? Suy cho cùng, nó cũng chỉ là phương tiện di chuyển, cũng chỉ có vài ba cái ghế ngồi, chứ có gì to lớn đâu. Tại sao người ta sẵn sàng chi cả một gia tài cho một chiếc xe như vậy? Chúng ta hãy cùng khám phá sự thật bên trong mỗi chiếc Rolls-Royce trong video này các bạn nhé. Đầu tiên, có thể các bạn không biết rằng màu sơn trên xe Rolls-Royce không chỉ đơn giản là màu sơn mà nó là sự đẳng cấp. Tại sao? Thì câu trả lời là nếu bạn đi mua một chiếc VinFast, họ cho bạn 7 màu gồm có xanh, đỏ, tím, vàng, nâu, trắng, da cam cho bạn lựa chọn, và bạn chỉ có thể lựa chọn một trong 7 màu đó. Thì với Rolls-Royce không chỉ có như vậy, họ có tới bảng màu gồm 44.000 màu cho bạn chọn thoải mái. Bạn thích màu nào, họ sẽ sơn xe màu đó cho bạn. Thậm chí, nếu bạn không muốn chọn trong bảng màu có sẵn, bạn có thể đưa ra một màu bất kỳ mà bạn thích, họ sẽ tái tạo y hệt như thế. Bạn chỉ cần đưa ra ý tưởng, họ sẽ thực hiện cho bằng được. Ví dụ, bạn thích màu xanh nước biển nơi bạn vừa đi du lịch, Rolls-Royce sẽ cử người đến tận khu du lịch để ghi lại màu xanh nước biển. Bạn thích sơn màu giống màu lông của chú chó yêu thích, thì Rolls-Royce sẽ vặt lông chó của bạn để tái tạo màu sơn y hệt. Thú vị hơn, khi tái tạo màu xong, họ sẽ đăng ký bản quyền màu xe của bạn. Nghĩa là nếu khách hàng khác muốn sơn màu xe giống hệt màu xe của bạn thì Rolls-Royce sẽ phải liên hệ với bạn và xin phép. Nếu bạn đồng ý, họ mới dùng màu đó để sơn cho vị khách kia. Như vậy, màu mỗi chiếc xe là chất riêng của chủ nhân, không đụng hàng với bất kỳ ai. Nhưng cũng vì sự tỉ mỉ đó mà bạn sẽ phải trả cái giá rất đắt. Không chỉ kỳ công chọn màu sắc cho chủ xe mà quá trình sơn xe của Rolls-Royce cũng cực kỳ phức tạp. Có thể bạn vẫn nghĩ sơn nào mà chả giống nhau thì bạn đã nhầm. Để ý kỹ, bạn sẽ thấy màu sơn trên mỗi chiếc xe sang luôn đẹp và bền màu theo thời gian hơn rất nhiều so với những chiếc xe rẻ tiền. Để làm điều đó, Rolls-Royce không chỉ dùng loại sơn tốt nhất mà còn sơn đi sơn lại rất nhiều lần. Có những chiếc xe Rolls-Royce phải sơn tới 23 lớp. Chưa kể, nếu chủ nhân thích, Rolls-Royce sẵn sàng mạ vàng hoặc pha kim cương lên bề mặt mỗi chiếc xe. Ví dụ bạn muốn phủ kim cương để chiếc xe long lanh dưới ánh đèn, Rolls-Royce sẽ mua kim cương và nghiền nát, sau đó sơn lên xe của bạn. Đương nhiên, bạn sẽ phải trả một khoản tiền khổng lồ để làm việc đó. Trường hợp nhận xe về, bạn muốn thay đổi một chút họa tiết trên xe thì sao? Tất nhiên là Rolls-Royce sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của khách. Nhưng tôn chỉ của Rolls-Royce là không bao giờ mang xe trở lại xưởng, mà thay vào đó họ sẽ cử nhân viên hoặc có thể gọi là họa sĩ đến tận nhà của bạn để vẽ các họa tiết mà bạn muốn. Nếu bạn mua ở Việt Nam, nhân viên sẽ đến Việt Nam, nếu bạn ở Trung Quốc, nhân viên sẽ đến tàu. Với sự phục vụ tận tụy như vậy, đương nhiên bạn phải là người không có gì ngoài tiền. Tiếp theo, một điều nữa khiến chiếc Rolls-Royce vô cùng đắt đỏ, đó là sự yên tĩnh. Ngồi trên chiếc Rolls-Royce, bạn sẽ cảm thấy cực kỳ yên tĩnh. Được định hướng đến phục vụ những vị khách sang trọng, những doanh nhân thành đạt. Đương nhiên không phải những chủ tịch chỉ bận quay TikTok, thì Rolls-Royce luôn cố gắng để khách hàng của mình có những phút giây thoải mái nhất, thư giãn nhất khi ngồi xe. Bên cạnh đó, họ cũng phải thoải mái khi trao đổi công việc với đối tác, không được có tiếng ồn của môi trường ảnh hưởng đến công việc triệu đô của họ. Cho nên, việc cách âm là rất quan trọng. Nhưng Rolls-Royce cũng rất tinh tế đến mức sẽ không làm những chiếc xe yên tĩnh tuyệt đối, vì nó vừa làm mất cảm giác thính giác, vừa gây nguy hiểm khi lái xe. Ví dụ, có chiếc xe cứu hỏa chạy sau hú còi mà không nghe thấy để nhường đường. Và để đảm bảo yêu cầu đó, nhà sản xuất BMW đã sử dụng tới 150kg vật liệu cách âm. Đương nhiên, cũng là loại chất liệu tốt nhất và giá thì lại không hề rẻ. Tiếp theo, sự đắt giá của Rolls-Royce đến từ chiếc lốp xe. Chiếc xe có ổn hay không, có êm hay không, chiếc lốp đóng vai trò rất quan trọng. Và lốp xe của Rolls-Royce thì không giống lốp xe thông thường, mà nó được thiết kế riêng bởi công ty Continental. Thay vì làm căng lốp bằng khí thông thường, thì lốp xe đặc biệt này lại sử dụng bọt. Với chiếc lốp này, xe không chỉ êm hơn, mà còn đỡ ồn hơn tới 9 decibel. Nhưng vì nó quá đặc biệt, nên việc thay thế, sửa chữa cũng rất phức tạp. Bạn sẽ phải đặt lốp từ nhà sản xuất, vận chuyển tới tận nơi ở của bạn. Đương nhiên, giá không hề rẻ. Mỗi chiếc lốp Rolls-Royce sẽ có giá từ 200 đến 300 triệu đồng, bằng hẳn một con Phaldin.
Nội thất của Rolls-Royce cũng rất đáng đồng tiền bát gạo. Ngoài việc sử dụng các loại gỗ già tốt nhất và đắt nhất, thì Rolls-Royce cũng sẵn sàng dùng bất cứ chất liệu nào mà khách hàng yêu cầu, miễn là nó tồn tại. Kể cả bạn yêu cầu trang trí bằng lan đột biến cũng được. Và phần lớn nội thất xe Rolls-Royce được thiết kế thủ công theo sở thích của khách hàng, cho nên nó rất tốn công và đắt. Ví dụ như trần xe thường được đặc trưng bởi bầu trời sao đêm, một ý tưởng chỉ có trên xe Rolls-Royce. Với trần xe này, các nghệ nhân phải dành tới 16 tiếng làm việc thủ công liên tục để chọc lỗ và luôn các đèn sợi quang phát sáng. Đáng chú ý là khách hàng có thể yêu cầu thiết kế chòm sao yêu thích của mình hoặc chòm sao mà hợp mệnh, hợp tuổi, hợp tứ vi. Như vậy, các bạn thấy, một chiếc xe Rolls-Royce không chỉ đơn thuần là một chiếc xe hơi mà nó còn thể hiện tính cách riêng của chủ nhân nó. Với những vật liệu đắt tiền, sự tỉ mỉ của các kỹ sư và nghệ nhân để cho ra đời từng con xe, cộng với sự phục vụ tận tụy đến từng chân tơ kẽ tóc, thì giá một con xe như vậy không thể nào rẻ được. Ngoài ra, nếu ở Việt Nam còn một nguyên nhân nữa, đó là thuế. Một chiếc xe Rolls-Royce ở Mỹ bán 10 tỷ, thuế nhập khẩu về Việt Nam 8 tỷ là 18 tỷ, thuế tiêu thụ đặc biệt 150% của 18 tỷ là 27 tỷ, tổng cộng là 45 tỷ. Thêm thuế VAT và các loại khác sẽ thành 50 tỷ. Chỉ tiền thuế thôi đã bằng 4 con xe nữa rồi thì các bạn sẽ thấy đắt hơn hẳn. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.